Top 4 visual K-pop thế hệ mới, Jan Woojeon và Trường Nhan Sắc Tân Bình. Visual là một đề tài chưa bao giờ ngừng hot tại K-pop. Nếu như ở thế hệ thứ 2, Juna, Stully, Suzy, Jisung được công nhận là bộ tứ visual đình đám, thì tổ hợp Ajani, Jisoo, Tzuzu, Nancy cũng gây sốt không kém ở thế hệ 3. Tuy nhiên, Gen 4 K-pop đang phát triển ngày càng mạnh mẽ cùng với sự ra đời của rất nhiều gương mặt tươi trẻ và hút fan. Điều này đã vô tình khiến cho việc vinh danh top 4 visual K-pop trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vì có quá nhiều nhan sắc nổi bật như Juna XZ, Karina AF3, Jan Woojeon IVE và đặc biệt là tân binh nhà JYP, Sully Jun, Emik, Juna XZ. Thời điểm mới ra mắt với XZ, Juna nhận nhiều lời nhận xét kém duyên, so sánh nhan sắc không được nổi trội như đàn chị Tzuzu hay Suzy. Số đông khán giả cho rằng đôi mắt cô nàng quá to và khuôn mặt thiếu cân đối, không sánh bằng các mỹ nhân K-pop khác. Trong quá khứ là vậy, nhưng hiện tại, hình ảnh của Juna đã hoàn toàn khác. Mỹ nhân XZ được nhiều người mến mộ và khen ngợi nhờ nhan sắc ngày càng lên hương. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Juna đều gây sốt vì bùng nổ visual. Cô nàng diện nhiều bộ cánh tôn dáng như chiếc váy trắng cúp ngực hay chiếc đầm dạ hội lệch vai màu đỏ. Những thiết kế này giúp Juna khoe được vóc dáng xinh đẹp với thân hình chuẩn và bờ vai quyến rũ. Bên cạnh đó, cô còn có lối make up nhẹ nhàng quyến rũ xinh đẹp như tiên nữ. Xinh đẹp trên sân khấu thôi chưa đủ, ở đời thường ngoại hình của Juna cũng vô cùng đỉnh chóp. Ngoài gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh, vóc dáng chuẩn, thành viên XZ còn gây sốt với vòng hai siêu thực, vòng eo con kiến và người mê của mỹ nhân tuổi teen lộ rõ khi cô diện áo crop top hay áo bra. Bên cạnh đó, phong cách ăn mặc của nữ idol cũng ngày càng xanh điệu, xịn sò hơn. Karina AF3. Từ khi debut, Karina luôn được khen xinh đẹp tựa nữ thần AI. Tại các sân khấu âm nhạc cuối năm nay, nữ thần tượng gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, mái tóc uốn xoăn nhẹ đầy nữ tính quyến rũ. Trưởng nhóm AF3 đẹp ngất ngây trong set đồ màu trắng nổi bật cùng áo crop top cổ yếm và chân váy vạt dài độc đáo. Khi thực hiện vũ đạo cùng động tác hất tóc, vuốt tóc, nữ thần tượng khiến người xem khó rời mắt vì quá quyến rũ. Nhờ nét độc đáo này mà Karina luôn chiếm rõ spotlight mỗi lần bước lên sân khấu và là một trong những thành viên nổi tiếng nhất AF3. Có thể nhận thấy nữ idol 10X khoe trọn gương mặt siêu nhỏ nhắn, cằm V-line rõ nét, đặc biệt làn da trắng không chút khuyết điểm cùng với sống mũi cao vút thẳng tắp khiến nữ idol càng nổi bật hơn. Gương mặt có từng bộ phận đường nét đẹp và độc đáo đến siêu thực của Karina được ví như đồ họa máy tính. Nhiều người cho rằng đến nhân vật ảo cũng chẳng quyến rũ và xinh đẹp như Karina. Trong thế hệ idol Gen 4, chắc chắn Karina là mỹ nhân có gương mặt đặc biệt toát lên vẻ nữ thật nữ ảo. Ngay cả khi chụp cận mặt, Karina càng khẳng định được đẳng cấp sắc vóc hệt như đồ họa máy tính. Jan Woojeon IVE. Jan Woojeon vốn nổi tiếng với chiều cao vượt trội và nhan sắc long lanh từ ngày còn hoạt động với EZONE. Tái debut trong IVE, visual của cô nàng càng lên hương trông thấy. Nữ idol được khen xinh như búp bê nhờ khuôn mặt ngây thơ với điểm nhấn là bờ môi mỏng nũng nịu. Đã vậy, Woojeon còn sở hữu cặp chân dài miên man, khiến cô nổi bần bật giữa dàn idol cùng lứa. Woojeon cũng là nữ thần tượng hiếm hoi thường xuyên chụp ảnh sống ảo ở cầu thang, nhưng không sợ bị soi Photoshop để kéo dài đôi chân. Bên cạnh đó, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo giúp cô nàng có thể cân được đủ kiểu trang phục dìm dáng. Đáng tiếc, Woojeon liên tục gây chú ý tiêu cực sau màn tái debut trong đội hình IVE. Cựu thành viên EZONE vướng những tranh cãi về thái độ vô lễ, không có chào tiền bối, lười nhảy, kỹ năng hời hợt trên sân khấu, nhưng vẫn được công ty thiên vị nhất nhóm. Nhiều người chỉ trích Woojeon vì debut lâu năm, có nhiều kinh nghiệm nhưng kỹ năng thái độ còn thua kém nhiều tân binh khác. Mỹ nhân sinh năm 2004 còn bị ném đá, mắc bệnh sao, xem mình là công chúa. Sully Jun, Emik. Từ khi JYP nhá hàng những bức ảnh teaser đầu tiên cho màn ra mắt của Emik, Kynet đã gọi nét đẹp của Sully Jun là sự kết hợp visual giữa Sana và Tzuzu Shuai. Không chỉ gương mặt mà khí chất an tĩnh của Sully Jun cũng khiến nhiều người liên tưởng đến mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Từ hình ảnh trong teaser, MV cho đến họp báo, cô nàng visual của Emik đều đã khiến Kynet phải ngất ngây với ngoại hình nổi bật. Giờ đây, khi chính thức đi biểu diễn, Sully Jun càng làm cho mọi người thêm phần điêu đứng bởi gương mặt quá đổi sáng sân khấu. Từng khoảnh khắc liên hình đều xinh đẹp rung động lòng người. Không chỉ có nhan sắc nổi trội, Sully Jun còn được nhiều người yêu mến bởi tài năng. Mỹ nhân sinh năm 2004 có giọng hát khỏe và kỹ thuật nhảy tốt. Bên cạnh đó, cô nàng còn sử dụng tốt cả tiếng Anh và Tây Ban Nha, hứa hẹn sẽ là một cây hút fan quốc tế cực lớn của Emik.